Dạ mình là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn Lời tiên là Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em Lúc nào không anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay mình cập nhật về cái tình hình tiền hình của ông Trâm các bạn à, Mình tặng cho các bạn ở ủng hộ mình fan ở Việt Nam Đặc biệt nhất là ở Sài Gòn Thì mấy cũng mấy tuần nay rồi bạn mình kêu gọi các bạn hãy vào à, ghi gái cái tên và địa chỉ của bạn trên cái à, à, Messenger của mình Facebook xứ lạnh tình đồng thì mình cũng có được một số bạn rồi, Hiện tại mình đang cập nhật thì hôm nay mình thông báo là tiền đã về tới Việt Nam và tổng số tiền tổng số tờ tiền hai đồng thật thật bình thường các bạn là mình lên tới được 99 tờ thì mình sẽ tặng cho các bạn 99 bạn À mình không biết là các bạn ở các tỉnh như thế nào. Các bạn tới một à, trong vô Sài Gòn mà các bạn à, cho số điện thoại gọi được thì các bạn có thể chơi. Nếu mà dưới 100 người các bạn, dưới 100 người thì à, mình sẽ theo thứ tự Và mình sẽ cập nhật cái số điện thoại của bạn và các bạn mình sẽ tặng cho bạn một tờ tiền à, cái tờ mà mà hình ông trăm mà màu vàng á, màu giống vậy ha, màu vàng 24. Á thì nó coi như có ba mươi mấy tờ các bạn thì là nhiều bạn cũng rất là thích thì nếu mà cái số đó đó mình chắc là phải bốc thăm thôi rồi chỉ có phải bốc thăm các bạn năm người đầu tiên mình có ghi là khỏi bốc thăm rồi cái tờ hai đô là mình có được hai đô thật các bạn là mình có được là 99 tờ mình sẽ tặng cho 99 bạn cái tờ hai đô mà đặc biệt á có hình ông trâm trong cái cái folder màu xanh á là cái tiền đó là cũng tiền thật nhưng mà cái giá trị của nó đó mắc gấp nhiều lần cái số tiền hai đô thật thì cái đó là phải bốc thăm tại vì mình có năm cái đó thôi các bạn thật với các bạn à, mua cái đó nó cũng nhiều tiền à, cái giá trị nó là hai đô nhưng mà bạn đi mua nó là không phải hai đô nó rất là nhiều hơn của cái hai đô rất là nhiều thì à, mình sẽ bốc thăm trong cái số à, không biết bao nhiêu bạn đó, bây giờ hiện tại mình cập, cập nhật các bạn đó thì à, coi cái tờ à, màu vàng của ông Trâm thì chắc cái đó cũng phải bốc thăm luôn tại không đủ tiền. Còn cái vụ mà tờ 2 đô la, đó, cái tiền thì nó dễ đem vô hơn. Những cái mà cái hình ảnh đồ này kia đem vô nó tưởng là mình đi buôn đi bán gì đó các bạn, thì không có cái cái đó thật sự các bạn nó nặng, <laughs> nó nặng và nó không có không có mắt. Nha. Nhưng mà vì cái tinh thần các bạn ủng hộ Trâm đó, thì các bạn nhanh tay ghi danh vào và mình hiện tại mình đưa lên là mình đang cập nhật xuống các bạn. Mình sẽ ghi xuống thứ tự số 1 số 2 số 3 số 4. Rồi à, có thể tối nay là sáng của Việt Nam thì à, nếu mà tối nay mình rảnh các bạn thì mình sẽ bốc thăm mình bỏ số 1 số 2 số 3 số 4 rồi xong mình sẽ đọc cái tên lên. Rồi cái à, mình sẽ chuyển về cái người em của mình. Thì em của mình sẽ gọi các bạn tới để mà nhận cái đó. Thật sự thì là cái cổ ít lòng nhiều các bạn à cái mình muốn gửi các bạn thì tại vì các bạn ở việt nam mua khó chứ không phải là à gọi là cái cái gì nó nó quý giá đâu nhưng mà cái tinh thần các bạn cái tinh thần các bạn ủng hộ mình thì mình muốn tặng như thế à, các bạn ở mỹ hỏi muốn tặng sao mình nói các bạn ở mỹ thì mua dễ mà các bạn à ở mỹ nó cái gì nó dễ dàng thì nó nó thường nhưng mà cái gì nó nó không có thì nó nó lại quý À, giống như bạn thấy đi ở đây mà cầm trái măng cụt cái cái trái thanh long cái trái sồi của việt nam nó quý các bạn còn các bạn ở việt nam trong nước các bạn trồng được các bạn không quý như đây trái táo trái lê trái cherry mình mình coi thường nó lắm <laughs> nhà trồng đầy rụng đầy các bạn không có ăn nữa ăn không nổi nữa đó thì à, cái à, cuộc chơi này tối nay hoặc ngày mai chắc mình nghĩ tối nay các bạn thì sáng việt nam thì à, mình sẽ à, bốc thăm và đọc tên các bạn à, coi bạn biết á, là hai đô la đó đó <laughs> mình phải mượn mình phải mượn cái người người quen của mình tại bất ngờ không có hai đô la đó các bạn cái tiền trăm đô có 50 đô có trăm đô có chứ còn hai đô la nhiều khi không có à, ở mỹ thì người ta không có xài hai đô la ít lắm người ta có không à hoặc là người gọi là hai đô la đó là cái à, à, tiền lucky đô la đó cho nên á, mình tặng cho các bạn là 5 đô la cái tờ này thì hy vọng các bạn nào may mắn ha cái này là cũng ngay cái dịp mà Noel này, rồi Tết luôn các bạn à, và dù các bạn ủng hộ trong rồi này kia thì cái tiền đó là có thể là mà bạn giữ làm kỷ niệm lâu dài càng lâu càng giá trị nha các bạn cái tờ mà năm 5 5 tờ mà bỏ ở trong cái cái folder cái cái đồ kẹp màu xanh đó đó các bạn giữ càng lâu càng mất tiền đồng 2 đô la cũng vậy thì uh, tiền nó đã về đến nơi mình cập nhật rồi họ là họ báo mình rồi à, ok tiền nó về rồi ok à, nguyên vẹn cái này cũng hồi hộp các bạn rồi và mình sẽ ghi danh cập nhật để cho các bạn cùng biết thì các bạn nào hãy nhanh tay nhanh chân đi à, cái cái nếu cái facebook của mình là năm năm bạn rồi các bạn không có nhận được bạn mới rồi các bạn hãy vô cái fanpage của mình người việt minnesota thì các bạn bấm like, các bạn nhắn tin, các bạn ghi số điện thoại mình sẽ qua cái fanpage đó, mình sẽ coi luôn và mình sẽ cập nhật. Ngày hôm nay thì là chốt rồi, không có hiện tại mình nói mình vẫn cập nhật. Các bạn nào vẫn nghe à, chốt là coi, mình chốt khoảng à, để mình coi cái giờ để mình nói cho các bạn để mình chốt. Tối nay là mình đang tính giờ của Việt Nam các bạn. À 4 giờ 4 giờ tối của Mỹ là 5 giờ sáng của Việt Nam là mình chốt đó 5 giờ sáng của Việt Nam là mình chốt các bạn để chứ các bạn vô sau nó trễ quá là mình mình bốc thăm rồi để để cho các bạn có thêm cái thời gian đó tại mình cứ gọi cũng lâu rồi các bạn mình không biết bao nhiêu bạn nữa rồi mình vẫn giữ nguyên si đó mình ghi cũng một mớ rồi không biết số mấy cái tờ giấy nó mất rồi mình phải ghi xuống lại nữa các bạn thì mình ghi số 1 số 2 số 3 số 4 rồi mình sẽ gọi tên à, bốc thăm vô thì cái này là một cái cuộc chơi thôi ha à, rất rất là mình cũng rất là vui khi mà những cái đồng tiền đó đem về được và nhờ với lại mình có những cái à, cái tờ bằng mũ rồi bạn bỏ cái đồng tiền đó vô bạn bỏ đồng tiền màu vàng cũng được mà bạn tự bỏ đồng tiền 2 đô la cũng được thì cái đó nó không có nhiều các bạn nó rất là nặng nó, nó bằng mũ cứng ngắt rồi các bạn nó bằng à, nói chung là, là cái đó nó không có gì thì giá trị nhiều các bạn nhưng mà cái tinh thần các bạn biết gửi cho người ta cái tiền thì nó nhẹ nhưng mà những cái tiền mà màu vàng với những cái tờ bằng mũ đó, nó lại nặng người ta đi về người ta có ký của người ta rồi mình nhờ vô bạn cứ cân lên là cũng như cũng hai pound các bạn cũng hai pound nặng lắm cái đồng màu vàng nó dày rồi cái đồ mà cái folder ấy, mà bỏ vô nó cũng nặng rồi năm đồng mà đặc biệt á năm đồng đặc biệt nó 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 cũng nặng luôn các bạn đó chỉ có 99 mươi đô la chín mươi tờ hai đô là dễ bỏ nhất thôi đó thì mình mình cố gắng mình gom thêm nhiều 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 nữa nhưng mà bạn biết là gom được 99 tờ hai đô la thật nó khó lắm các bạn chứ không phải dễ đâu họ giờ hỏi ha giờ hỏi mấy người Mỹ đi rồi họ đi nhà băng bạn đi nhà băng á bạn đi nhà băng á có thể là có chút đỉnh hoặc có thể là không có luôn các bạn à, thì cái này cũng hên người ta có cố gắng là gom được trăm tờ nhưng mà rốt cuộc không có thì có chín chín tờ thôi thì đó là những gì mình muốn thông báo cho các bạn thì các bạn hãy nhanh tay nhân chân vào sứ lệnh tên ông hoặc fanpage người việt minnesota à, ghi cái số điện thoại ghi tên xuống thì mình sẽ cập nhật à, và tối nay mình sẽ bốc thăm và cho các bạn à, vui chơi và hy vọng các bạn nào may mắn sẽ có được cái đồng tiền 2 đô la à, và hai đô la đặc biệt gỗ hình ông trầm mình xin tạm ngừng và chúc các bạn may mắn gặp nhiều cái thuận lợi bye bye